tiên mình sẽ dùng bút chì đi in lại mẫu sẵn của mình. Ở đây mình có mẫu sẵn rồi các bạn ạ, mẫu sẵn ngôi sao các bạn đây. Vậy là mình đã đi in xong hình mẫu của mình các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi tô và vẽ thêm vài chi tiết cho bức tranh ngôi sao mình đẹp hơn các bạn ơi. Quy định là mỗi người có nhà một hôm đấy, thì hôm nay đến lần em đi thì em
bên nhà. Rồi đến ra hôm nay là đến lượt vay được, đến lượt vay được, nhưng mà vay đi học. Mai vay là cái các bạn ơi, mình cũng vẽ xong bức tranh ngôi sao của mình rồi. Các bạn thấy hay và đẹp thì hãy cho mình xin được like, lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ vẽ bức tranh áo len ba sọc để gửi đến tất cả các bạn. Mong rằng trong quá trình vẽ mọi người ủng hộ mình bằng một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Để khắc họa được bức tranh áo len ba sọc thì mình sẽ cần dùng một tấm mẫu. Mình sẽ in này. Như vậy là mình đã khắc họa xong bức tranh nha. Mình đã bây giờ thì mình sẽ dùng bút chì khắc họa lại bức tranh áo nha. Đâu em nghỉ chứ em ngủ được. Em nghỉ bây giờ mình sẽ thêm những chi tiết ba sọc vào cho áo của mình. Thank you.
Nên chỉ dùng cảnh để xóa những chi tiết chỉ thừa đi.